Em mua được nhiều đồ để mang đi nè cô chú. Mẹ có luôn trong đó không? Có luôn. Hai đi còn hai chén này ngoài. Muốn chén luôn đây. Dâm lên xong cái bắt đầu Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Em mua được nhiều đồ để mang đi nè cô chú. Cái này thì bánh in người ta vô hộp vậy nè. Cái này năm nay mới ra kiểu này nè. Có nhân dừa, nhân đậu xanh luôn. Đó, em mua giảm biếu. Kệ nó sớm, còn cái này mua cho ông bà nội với mà bà con của em. Con này bột béo đi mua nhà, giờ bà làm bánh ăn. Với em mua được cho cha bé heo, cha bé heo đã mua này tặng cho bạn nè, hai cây thuốc nè. Thuốc gì em không biết thuốc gì đâu, em đó giờ không biết mấy vụ này. Nè. Với cây thuốc Khánh Hội. Đó. Khánh Hội. Cô chú, Nico nè. Còn cái này là cà phê tròn, mua cho cha với heo uống nè. Đó. Hay uống cà phê sữa lắm, trong phim. Mua tới 2 kg. Nhiều đó. Mẹ có luôn trong đó không? Có luôn. Máy rồi, máy. Thôi máy mới của mẹ ai biết đâu, có không, con đâu biết đâu. Có bên Zalo chứ, điện kia sao không có. Như lâu điện ở đây, điện hỏi nó gửi số điện thoại qua. Hai đứa làm gì đó? Trời ơi, tao mà cho tao mới hỏi con ăn cơm, cô năm với cơm ăn. Bữa nay kêu bằng thằng luôn. Bữa nay kêu bằng thằng luôn, ngon này ha. Tao cháu mày mua bột bún gì hả? Mày bộ mày đổ nước vô cho nó hay vậy? Ai gì? Gì à, ai đổ nước ở đây gì là đổ nước vô cái nó rồi mằng hoài không ăn cái tao ra cái tao là ăn đi ông ăn. Bộ mắt hết trơn cái tao đem vô tao ăn rồi đem vô ăn ăn thua lé. Bữa nay kêu bằng thằng luôn, hỏi mét ảnh à. Vậy cái bỏ luôn cái tao múc tao hâm cháo, tao nấu cháo cá đó. Quyết rồi núm rồi này nọ đó cá rồi đem cho đầu cá đi rắc cục thịt chương đó bỏ chỗ đem ăn còn bún bỏ như quá này đẹp gái quá ta đổ cho nước nào mà để rồi tao tưởng rồi mà tao nói tưởng tao chưa có đổ tao mới nói để cô năm đem vô rồi tao hâm cái nước lại tao đổ bưng ra cho mày ăn rồi là đổ hoa là đổ gầu nó ngồi nhất kiến hoa nó ngồi nhất kiến ra rồi gì chua đét chua rồi mà mày rồi kia người ta vô không nói nói chuyện với cái mà tao mới nói thôi gì nào con cơm đi vô cơm đi bạn cái món gì hả nhỏ này ạ nhỏ này là nhỏ lớn đó hả chị lớn nè cháu là nhỏ lớn nè nhỏ này nhỏ lớn nhỏ kia nhỏ bộ bạn của mẹ bạn có đó hả bạn gì vậy anh chào bạn đi anh chào bạn bạn tên gì đoạn đó tên gì con tên gì con tên gì vậy Thí hả bạn Thí con nói bạn Thí đi đến đây để bà ngoại nói chuyện bữa nay gặp bạn học rồi mang dạo gặp học rồi bạn cô chú ơi nó biết bạn của nó đó rồi cái mà cái em nó đòi đem đi dứ người ta mới nói phong để cho thằng Diễm nó về rồi cũng như là cô Năm ra để nói nó rồi hỏi nó rồi cũng như bây giờ nó kể con the nó dứ cho cái số tiền này thì con the nó phải đi dứ nó trao lại cho vợ chồng con mà nó phải quay lại để thôi người ta nói à, cho rồi sao mà không thấy đi cho thành ra hình cái từ nhận tiền quay lại làm bằng chứng từ từ rồi người ta có thương nó phải gửi nữa cho người ta cho nó một ngày chuyển tiền cho máy xe gọn ra rồi sắp dứ người ta mới la tao mới thôi để hồi qua mưa không biết ngoài đầu gì trời ơi hôm qua là cô tính là tao với xe đi dứ mà trời mưa thì em xe ra xin đất không một cái đằng này là cô nhân cái không đi mày ơi vậy cái đất này quá để xe ra con cũ luôn mang dạ nó chơi ngứa quay vòng ơi quay vòng ơi mà cái quần vô tay
Rồi ba điệu kìa. Quay ơi, quay vòng cho bà coi ơi. Quay. Đem chi đi vô lấy đầm bệnh rồi đấy ơi. Quá trời, bây giờ ta lại ngoại buộc cái dây vậy đây ba. Cho người ta cái đầm vô dặn ra đây thay coi. Vô thay thử rồi. Vô thay thử rồi, tao đẹp hơn mày không đó. À, cho mày điệu mấy con. Người ta có chê ngứa chứ gì đâu mà nó sọt vô cái mua xong cái là về tới nhà là nó than ngứa. Kìa các bà kia kìa. Bằng trời. Mọi người mà sao ai bằng trời. Quay coi, quay coi. Ta thấy cái công chúa đó kia bằng công chúa ở Việt Nam mình kia bằng Elsa. Công chúa mang dạ. À, giờ so bì vậy đó, bạn đồ giờ so bì với em rồi đó. Cười lên, hai đứa cười lên. Cười lên. Cười lên. Ba điệu ơi kìa, ba điệu kìa. Cười lên. Rồi, đẹp ơi, đẹp ơi. Muốn rồi. Muốn rồi con. Mua TikTok quay lên đông cho mấy chục người coi. Rồi. Múa cho em múa theo. Dạ con. Mày thấy ở bỏ múa rồi nhảy. Múa này ca ca giống chế đi bà. Đây nó nói tiếng nó quốc gì cây luôn đó mà giờ nó về đây nó nói tiếng Việt Nam được gì. Dạ ba. Rồi. Qua cầu rước em, qua cầu rước em. Dạ ba. Qua cầu rước em. Lấy dây dây buộc rồi trời. Ê. Ê em bé bồng bồng. Muốn cho ông bắt coi rồi. Nè, bữa mới mua con Kulumi, cái hình con Kulumi giờ mặt mẹ bé chê xấu rồi đem cho luôn rồi đó. Tại nó lớn rồi, nó cao. Cho em đi, cho cháu đi. Mới mua đó. Nè chị, bọc nè chị. Đựng vô. Lớn lên. À lớn lên. Cái miệng nó ca nó làm gì giống hệt ngần ngần ca nó hả trời. À. Chờ ca. Ừ, giỏi quá. Giỏi quá. Ca bà chứ vừa lắm. Hát mà cười, ca mà cười. Lớn lên, ca lớn lên. Hát mắc cỡ rồi, cầm cái miếng chua giò luôn rồi. Tại vì cũng thuộc cái trên á. Rồi đi về đi. Giỏi quá giỏi. Ca bản gì ta? Đất Phương Nam. Còn đâu đây sao? Ca lớn lên. Dữ dằn. Ca lớn lên. Ca lớn lên. Cho con cho cô quay cái tất. Để luôn rồi. Để nó kia sao? Đi lủng lủng mất cười. Ừ. Tại nó gì đó, tại nít mà, nít thấy dễ ham vậy đó. Mẹ em giờ mấy cây nha đang qua đây hết trơn, cái làm như nó đỏ đỏ vậy đó cô chú. Đây nè, bữa nay trời mưa mưa mát mát. Nhưng mà nó dơ nha, mưa mát mà dơ. Rau càng cua nhà em đầy luôn. Ý, mùa này mà mai nở ông bà cô chú ơi. Mà nó hai bông. Bữa nay nó là sáng cuốc đó là xong rồi đó cô chú. Anh này anh gái làm tới khuya luôn cho nó xong hết đằng ngày mốt đằng mà anh về rồi. Anh bảy em đi làm. Phẳng ra tới ngoài đó luôn. Trời chiều mưa mới tạnh rất là đẹp. Đi sành mê lắm, nãy giờ kêu nấu nước tắm cho mẹ mất tiêu. Ai ngờ đâu đi ra đây.
Trời ơi, em mới vậy đẹp quá vậy. Trời ơi, sáng cuốc ngồi chứ ngoảy đâu ghê gần chứ gần quá ha. Ngồi chứ ngoảy luôn quá dữ. Múc lại bằng phẳng hết trơn. Còn cây mai đó sao bé không đốn vậy? Hai cây đó ngoài kia cây nữa. Cây mai đẹp đó. Ờ anh này anh làm kỹ mà làm nhanh, anh siêng anh làm không có nghỉ. Có đắp lại chỗ đó cho chị không? Cái đường này của mình hả vậy? Anh này anh làm anh ăn theo tầm á cô chú, tầm là nhiêu tiền vậy đó. Ở chỗ cô chú làm cái này là tính tiền như thế nào? Cái này là gọi là sóc lên cái mới thêm lên thôi, chứ không phải là múc lại toàn bộ. Múc lại toàn bộ là tiền nặng lắm luôn. Làm văn phát hết trơn, điện văn phát hết trơn kìa, coi kìa. Vậy là tính gọi là 4 ngày nữa. 4 clip, vẫn còn 4 clip cũ. 3 clip cho 4. Clip nàng này 4 clip. Này nữa chứ. Ờ. Năm nay clip này đâu có trồng được. Sao vậy? Nó làm sâu quá rồi. Phèn á hả? Nó móc đó có dưới lên sâu quá. Mưa nó dài rộng rồi ha, mình bơi được luôn ha. Sau rồi năm ngoái rồi năm nào cũng cấy cũng có, giờ năm nay kéo luôn đó. Bày à cả. Sáng mẹ kêu hai đứa nhỏ đi ra đây lụm mấy cái rễ dừa đặng mai mốt mẹ trồng con khóm nhỏ cô chú, kêu bằng dăm á. Dăm lên xong cái bắt đầu nhỏ nó bự lên mà lấy ra mình trồng. Xong rồi anh này anh đang bắt cây cầu qua đó rồi anh làm lại anh trả đất cho người ta. Tại bữa đi vô lỡ cái mé cái chị bên nhà kế bên. Rồi anh múc lên anh làm lại cho người ta. Nắm vũ nhanh lắm. Gì dạ? Chết luôn rồi. Nó giãn ra ruột ra hay gì chứ vậy gì đó. Nó còn dây wifi à. Bữa nay trụ sở đang họp. Đó là anh là chồng mới luôn. Cái này như chị mang ra gì? Mang ra gì? Nhà mình có rồi, vậy là đứt con dây với chị Kiều hả?
cái đường lại trả lại cho chị bằng thẳng. Bánh bao nóng hổi đây. Sao lại 45 là 101? Ở bên trụ sở bên đây họp á, cho nên Út gần nhà đem nước á cô chú. Vậy đó, sách vậy đó. Đang quét vậy đó. Sáng mua đồ ăn sáng hết 101 rồi đó ông bà cô chú. Mấy bữa mới mua lần chứ mấy ngày nào cũng mua, mẹ em làm không mẹ không cho mua. Cho con ổ nè. Ăn đàng hoàng không rớt tùm lum trong đó nghe không? Ngoài quét nhà ngoài la đó. Vì sành ăn bánh mì của ăn cái đó nó kìa. Làm gì đó vậy? Xong chưa cái giờ? Cái nào ít thì ấy đi, cái nào nhiều thì làm không nổi thì nghỉ làm. Phát đi Khải, ba nước dơ đó Khải. Tối ngày làm gì nữa đi. Hộp bánh nước nó có nhiêu này nè cô chú. Là 17 ngàn đó. Xong rồi đó hả? Múc cái này nữa nè, đắp cái này nữa nè. Lùi ra rồi múc hả? Ở đâu? Đặt cái đầu vô tao, đặt nó có cánh cái bản hết đó. Lên chặt đầu vô. Bởi muốn chặt mấy buồn mà chặt. Đâu có ai trong nhà, nhà đâu la, dù có trong nhà nó cũng la đâu. Một cái điện thoại cầm cho mẹ vô coi con sành. Pha pha cưa chứ kìa. Ta pha cưa. Cưa là liền. Bà hổm nó mềm mềm nó chờ đó. Chiếc này ra cái đầu nứt luôn chứ sao vậy? Mẹ đi sao lại dậu liền cơ định tha xỉu sang tay thay xu lệ ta là nghe thấy chưa xì hái sậy là kề tha phiếu dậu mà con đâu biết mấy chuyện đó đâu. Tha xu cung á xỉu cung á công an tại chơi nó dậu xong mới xui trò tha xong mới tạ cha hay xong mới bạn đồ đẹp trai quá vậy này cởi ra luôn rồi. Còn cây đỏ đằng kia nó kìa, cây đỏ đằng kia cũng chín nó kìa, ủa cũng vừa ăn nó kìa, đúng luôn. Chặt hết buồn dừa. Chặt buồn dừa xuống xuống mà trụ sở uống rồi ông bà cô chú rồi, chỉ không có nhà chỉ nằm viện rồi. Chỉ nằm viện rồi chặt đi, đằng đắng còn cây dừa đỏ đó kìa anh Quyền, cái dừa đỏ đó cũng cháy dữ lắm luôn kìa. Vừa ăn chặt đi chỉ đâu có ăn đâu, để già cũng vậy à. Ờ, chỉ đâu có la gì đâu. Có thằng bá chứ có ai. Nó uống gì đó. Bắt đầu anh múc lên cái chỗ này cho cái chị chủ cái mà cho đường vô á cô chú, dài cục đất. Chỗ này nè chị bị lỡ, bị sụp. Vì sao này đó giờ chắc lần đầu tiên thấy bầu cử với bên Việt Nam mình chuẩn bị lễ 24 tháng 9 á, cặm cờ dài dài quá trời luôn, tại vì nhà em gần trụ sở á cô chú. Cặm cờ hơi nhiều. Vì sao không biết chuyện gì xảy ra hết chứ. Hỏi em hồi sáng giờ nhà em không có cái đường lên cái mái sáng cuốc này, cho nên mượn cái chị kế bên cái đường đi lên, mà lên anh để lên rất là khéo luôn, không có bị hư hay là bị cái gì hết trơn á. Và cái mẹ thấy cái chỗ này của chị này thấp quá à, năm nào nước cũng ngập lên trên nhà hết trơn á. Còn mẹ kêu ảnh múc vài cạp để lên đó cho chị,
Tại vì chị bị bệnh rồi, chị đi nằm viện rồi cô chú. Rồi chồng chị mất rồi đó, con mình chị hả. Rồi mẹ thấy vậy, mẹ kêu anh múc lên cho nó cao cao lên giùm chị. Với lại cái này cũng trước mặt cái chủ sở á. Bữa nay gần tới lễ 2 tháng 9 rồi. Giờ ta với chủ sở người ta họp, người ta bắt treo cờ không bà cô chú. Sáng giờ treo dài dài đây quá trời luôn, cờ đỏ, cờ vàng, cờ xanh gì. Sáng em đi chợ gần nhà, bên chợ nhà ngang á cô chú, để mua đồ những thứ linh tinh này kia đem đi. Rồi mua cho Di Tường, lặt chặt cái này cái kia. Bé Heo nó chuẩn bị ra đây rồi đó. Nè, nè quà cho bà ngoại nè. Nè quà nãy mình lựa cho bà ngoại nè. Nó nói mua bà chê vậy, giờ mua cho bà thôi nữa đó. Quay đây cho ngoại coi, quay đây cho ngoại coi. Ủa đồ gì trời. Ui bộ đồ này đánh giá. Nó kèm bẫy cưa đi. Kèm bẫy. Bây giờ có hai bộ đồ này con trai. Con trai ơi, cho con trai hai bộ đồ này con trai. Nè. Mình thử rồi. Cũng được, 45.000 cũng được. Bộ 45.000 nó mát lắm con, bằng mát lắm. Con thử bộ kia cho mẹ coi ơi. Con dạy nó nghe, nó nói theo. 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 Con dạy The xem và hẹn lại. Chúc ông bà cô chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc bình an, an phận thân nhượng.